Xin được chúc mừng em. Mời em Dương Phước Nam Hương. Với dáng người nhỏ nhắn, thân hình trắng trẻo, em rất tự tin thể hiện bản lĩnh của mình trước đám đông. Vì em thông minh, em có hiểu biết, em luôn có giữ ước mơ trở thành nhà khoa học để cống hiến cho nhân loại những phát minh vĩ đại nhằm đưa thế giới lên tầm cao mới.